Thưa quý vị, thông tin sau cũng liên quan được đến tiền lương. Được đặt chân vào tham quan trụ sở của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA thôi cũng đã là mơ ước của hàng triệu người rồi, chứ đừng nói tới chuyện được trở thành nhân sự của cơ quan này. Tuy nhiên, mơ ước đó có lẽ không còn xa vời nữa khi mà NASA vừa gây xôn xao dư luận khi đăng tuyển rộng rãi để tuyển nhân sự đảm nhận vị trí người bảo vệ trái đất. Công việc này thì được mời chào với mức lương là từ 124.406 đến 187.000 đô la Mỹ, tức là tương đương với khoảng từ 2,8 đến 4,2 tỷ đồng tiền Việt. Mức lương cho một năm quả là một mức lương mà nhiều người chúng ta thì không dám nghĩ tới, phải không ạ? Câu hỏi đặt ra chính là ai có thể ứng tuyển được vị trí này? Theo tuần tin Newsweek của Mỹ, tất cả những người đam mê không gian, có kinh nghiệm kỹ sư và sẵn sàng di chuyển đều có thể ứng tuyển. Tất nhiên, kinh nghiệm kỹ sư tập trung vào các lĩnh vực như là kỹ thuật, khoa học vật lý hoặc là toán học. Nhiệm vụ chính của người bảo vệ trái đất là ngăn các vi khuẩn bên ngoài làm ô nhiễm trái đất, cũng như đảm bảo những chiếc phi thuyền không gian từ trái đất không làm vấy bẩn những hành tinh khác hoặc vật thể khác ngoài không gian. Các nhiệm vụ bao gồm cố vấn cho quan chức bộ phận an toàn và đảm bảo nhiệm vụ về các vấn đề bảo vệ hành tinh, đồng thời đảm bảo các hoạt động thám hiểm của con người và robot tuân thủ đúng quy trình. Những người muốn làm công việc này có thể nộp đơn từ ngày 14 tháng 7, công việc kéo dài 3 năm và có thể gia hạn thêm 2 năm nữa. Hiện tại văn phòng bảo vệ trái đất của NASA chỉ mới có một thành viên là tiến sĩ Cassicoli.